Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tôi đề thì hôm nay em sẽ tiếp tục dẫn các bác đi tham quan những cái vườn chuối ở cho em nhé. Trước thì em cũng đã quay một vườn chuối ở khu vực cho em cho các bác. Một vườn chuối rất là rộng luôn. Vườn này thì cũng không có rộng lắm đâu các bác. Này chắc cũng gần 1 hectare thôi. 5-7 sào gì đấy thôi. Không rộng bằng cái vườn hôm trước em quay được. Rồi, nói chung cái cách chăm sóc thì chuối, giống chuối thì cũng như cái vườn hôm trước nha bác. Cũng là giống chuối chuối mốc đấy. Chuối mốc cho nó quen thuộc các bác. Em hay gọi chuối mốc, biết là hồi xưa giờ giống chuối này chuối mốc. Chứ không biết là chuối sáp hay là chuối gì nữa. Chuối mốc. Một vườn chuối mốc vừa này của anh Tuấn, chị Long. Cũng là ở ESO, EK Đắk Lắc nha các bác. Nói chung là đất ESO cho em thì bữa nay chủ yếu là cây ăn trái thôi. Hồi trước thì đất đây là đất mía hết. Cái vườn hôm bữa thì em cũng nói. Hồi trước thì vườn đó cũng trồng mía. Mà mấy năm nay chuyển qua trồng cây nhãn, vải rồi là chuối. Nhãn, vải nhiều. Bữa nay thì thêm chuối nữa các bác. Chuối này thì cũng có lâu rồi nhưng mà bữa nay mới phát triển ra nhiều hơn. Những cây này thì cắt bỏ hết nha các bác. Cắt bỏ hoặc là đào đi làm giống thôi, chứ chỉ để một thân thôi. Một thân khi nào thu hoạch chuối này thì mới nuôi chồi mới thôi. Như vậy thì cái cây chuối nó sẽ đảm bảo hơn. Rồi, như cái buồng này thì nếu mà thu hoạch thì cũng thu hoạch được rồi. Nó đã chuyển có cái màu mốc mốc là thu hoạch được nha các bác. Chuối mốc mà. Màu nó mốc mốc thì chúng ta tiến hành thu hoạch được rồi. Cái tên mà, cái tên nó cũng phải đi liền với cái đặc điểm của nó thôi. Chuối mốc. Nói chung những cái cuống này rụng hết và cái da nó bắt đầu mốc mốc thì tiến hành thu hoạch được. Như vậy thì gọi là chuối mốc thôi. Mời các bạn. Cái này thì cũng bán được tiền nhưng mà hoa chuối này thì mới ăn được thôi, hoa chuối lùn thì không ăn được. Chỉ có hoa chuối mốc nữa, hoa chuối sáp, mốc đi. Hoa này ăn ngon lắm các bác. Đây, trước khi bán được buồng thì chúng ta sẽ tiến hành bán cái hoa này trước. Sau đó mới lấy đến bán buồng. Còn cái cây này thì chặt nuôi bò luôn các bác. Xay ra trộn cán cho bò luôn, trong cây chuối là thu hoạch được hết luôn ạ. Không bỏ sót cái gì. Mấy cái cây nhỏ nhỏ thì nếu mà chúng ta bán giống thì bán được giống luôn. Và đặc biệt là cái củ của nó luôn nhé các bác. Đặc điểm của cây chuối mốc này thì nó rất là ngọt cây. Ngọt cây, ngọt hoa, ngọt cả củ luôn. Cho nên cái củ bác nào mà biết nấu ăn thì lấy cái củ để nấu. Vì món nói chung nấu cái hải sản, ếch đồ rất là ngon các bác. Gốc chuối. Nhưng mà gốc chuối này thôi. Gốc chuối này mới ăn được thôi. Chứ gốc chuối lùn rồi thì không ăn được đâu nhé các bác. Nó chát đấy. Nói chung là cái cây chuối mốc này thì ăn được cả thân cả lá, ăn được tất cả mọi thứ các bác. Cái cây này thì sau khi lấy buồng thì chúng ta sẽ cho bò, cho cá ăn thôi. Cái hoa, nói chung em vẫn thích ăn hoa chuối nhất. Hoa chuối làm nộm này, ăn rau sống này, bún ăn phở gì đấy, rất là ngon. Thơm quá. Đây, ngửi nó rất là thơm luôn. Nói chung như cái này là cắt được rồi này. Để lại tầm chục nải các bác. Nói chung 10 nải đổ lại thôi. Như thế là đẹp. Vườn hôm trước thì em cũng nói sơ sơ. Còn thân thì chắc chắn là để một thân thôi. Một thân một buồng. Còn lừa khi nào thu hoạch xong buồng thì mới để thêm thân mới. Đây các bác. Này cũng sắp thu hoạch rồi. Nó bắt đầu mốc mốc rồi. Một buồng này tầm 25-30kg đấy các bác. Án chừng vậy thôi chứ không biết. 1kg cho 5.000 đấy. 10kg 50.000 này. 20kg đấy, cho một buồng 20kg đấy các bác. Một buồng 100.000. Được không biết nữa. Em cái vụ án chừng ký này em không rành lắm. Nhưng mà 20kg chắc được chứ, 15-20kg. 10kg 50.000, 20kg 100.000 các bác. 100.000 một bụi. 10 bụi triệu.
trăm bụ 10 triệu, nghìn bụ trăm trụ, bụ trăm triệu. Đấy là tính vậy thôi. Ok, chắc là video dẫn các bác đi tham quan vườn chuối của anh Tuấn Trị Long này của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.